Từ trước đến nay, cầu thủ Phan Văn Đức vốn là người khá bí mật tiến về chuyện tình cảm, nên dù dính đi hoặc quen người chơi thân ngọc nữ thì anh chàng vẫn không một lần lên tiếng về mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng sau khi bị dân tình khui ra chuyện mến với Di Sinh cùng quê Nghệ An Nhật Linh, Hoa Boy sân cỏ lại vui lòng và thoải mái hơn hẳn. Như động thái ngầm khẳng định, Văn Đức uốn ảnh cả hai lên trang cá nhân của mình. Thậm chí khi nghe ngóng riết Phan Bàn lấy hậu phi sớm sướng hay khổ, Văn Đức liền tác người chơi gái thế hệ giàu. Cứ đà này, dân tình mạnh dạn đoán có khi cuối năm cả hai sẽ sớm về thông thường một nhà. Và dự cảm này càng ngày càng mạnh mẽ hơn sau bức ảnh mà Nhật Linh vừa thế hệ lên Facebook. Rõ ràng đây không phải tỷ lệ kém cỏi nghề của Nhật Linh. Đối lập với phong cách kém cỏi này, người chơi gái Văn Đức coi mình trong quần áo giấy cực sexy. Nhưng sao non cứ như con xếp chụp ảnh cưới ý nhỉ? Và trên tay kia có phải nhẫn cưới không? Thật sự nếu có thì mong Văn Đức công khai luôn để dân tình đỡ bóng hết. Tin vui Văn Đức lấy hậu phi đâu chỉ một người quấn. Chưa bao giờ Phan thấy Văn Đức hạnh phúc như vậy. Bạn gái Văn Đức sinh năm 1996, trông đẹp tươi tựa quá dịp.